Hello hello, xin chào các bạn. Chào mừng bạn quay lại với việc luyện tập. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài tập ngắn để giảm mỡ toàn thân nhé. Bài tập hôm nay chúng ta sẽ có bài tập quad, plank và gập bụng. Và bài tập về mông nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta sẽ về squat, hai chân mở rộng ra và mũi chân chúng ta chĩa ra ngoài nhé. Hai tay chúng ta đặt trước ngực, ngồi thật sâu xuống, thẳng lưng. Chúng ta làm 30 giây. Cố gắng hạ thấp mông xuống nhé. Càng nhanh càng tốt. Đây là một bài tập dễ, vừa tác động vào vùng eo, vừa tác động vào cơ mông của chúng ta. Thân chắc vùng 3. Cố gắng thẳng lưng, ngồi sâu mông ra sau. Rồi, chúng ta sẽ nghỉ 10 giây và tiếp tục. Bài tập tiếp theo là chúng ta sẽ nhảy và đưa hai tay lên chạm nhau để giảm mỡ hai bên cánh tay cho chúng ta nhé. Chúng ta bắt đầu. Bài tập này hơi mệt hơn so với bài tập lúc nãy một chút. Thôi, chúng ta nghỉ 10 giây. Hít thở. Tiếp tục nhé, chúng ta sẽ đến với bài tập mà hít đất. Bạn chống hai tay xuống. Chúng ta chỉ hít đất một nửa thôi, tại vì thường nữ chúng ta sẽ cánh tay hơi yếu ấy. Bạn chống hai đầu gối xuống nhé, cố gắng hạ ngực thấp xuống thẳng. Bắt đầu nhé. Nhớ xòe các ngón tay ra để giảm áp lực cho cổ tay. Rồi, chúng ta nghỉ 10 giây. Và chuẩn bị đến với bài tập plank. Chờ một chút nha, nghỉ một chút đã. Rồi bạn chống, bạn hạ hai khuỷu tay xuống luôn. Chúng ta sẽ về plank thấp và bước chân sang hai bên, đẩy vai lên nhé. Bước chân sang bên phải. Chúng ta cũng làm 30 giây. Cố gắng đẩy vai lên nhé. Thêm một lần nữa. Rồi chúng ta hạ xuống. Nghỉ 10 giây. Và chúng ta sẽ tập bài tập gập bụng nhé. Chúng ta sẽ tập bài tập đạp xe. Hai tay đặt lên tay. Chân này, đầu gối chân này sẽ chạm vào cùi chỏ của tay kia. Đây là một bài tập về cơ bụng rất là tốt. Cường độ hơi mạnh một chút nhé. Nghỉ một chút và chúng ta sẽ tiếp tục tập người leo núi từ plank. Hai tay về plank cao, đẩy vai lên, chồng bụng lại. Chúng ta sẽ đưa đầu gối chân phải về chạm về ngực và nâng mũi chân lên, chồng vai chồng bụng lên. Đổi bên, chúng ta cũng làm 30 giây. Cố gắng đẩy vai lên, gồng bụng lại.
cuộn cái bụng của chúng ta lên. Đưa đầu gối về sát ngực nhé. Chúng ta nghỉ một chút rồi chúng ta sẽ tập người leo núi với cường độ hơi nhanh. Tiếp tục nhé, bạn bước hai chân ra xa, chạy về người leo núi luôn nhé, đẩy vai lên, chè các ngón tay ra để giảm áp lực cho cổ tay. Đã bắt đầu nhé, cũng 30 giây là nghỉ được và kết thúc bài tập nhé. Chạy càng nhanh càng tốt, cố gắng đưa đầu gối về sát thấp nách. Mọi bài tập chúng ta kết thúc tại đây. Đây là một bài tập ngắn thôi nhưng mà đổ mồ hôi rất là nhiều. Các bạn cố gắng kiên trì tập hết bài nhé. Mà nếu các bạn cảm thấy mình vẫn có thể tập được thì tập 2 đến 3 lần trên một ngày cũng được. Cố gắng tập đều đặn để một tháng nữa thôi chúng ta sẽ cảm thấy cơ thể của chúng ta thay đổi rất là nhiều, giảm được rất là nhiều mỡ. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài tập tiếp theo nhé. Bye bye.